Xin chào tất cả các bác. Vâng, hôm nay xin giới thiệu đến tất cả các bác. Đây là một cái mẫu máy rửa bát. Nó có mã là LP gạch ngang TR9. Thì con này nó là dòng hàng nội địa Nhật và nó sử dụng điện 100V. Đó. Đây, ngoại hình thì rất là đẹp nha các bác nha. Cái chiếc này thì nó là màu cà phê. Đó. Thường thường những cái dòng TR9 này em thấy là được rất là nhiều người ưu chuộng, và cái thứ hai nữa là em đánh giá rất là cao ở dòng TR nhé. Thứ nhất về cái chất máy của nó thì nó rất là bền. Với cái dòng TR này thì nó có các mã từ TR1, TR2, TR3, TR4 đó, TR5 này, 6, 7, 8, 9. 9 là dòng cao nhất của dòng TR, và chiếc này là sản xuất năm 2017 nhé. 2017 nó sử dụng điện 100V đó. Điện 100V và công suất của nó thì chỉ là khoảng 1100W thôi. Và cái dòng máy này thì nó sẽ rửa bằng nước nóng. Đấy. Nó sẽ nấu nước nóng 80 độ C nhé. Có chế độ Eco Lavi tiết kiệm điện này. Rất là nhiều cái chế độ rửa khác nhau. Thường mọi người sẽ để ở cái chế độ rửa tiêu chuẩn nhé. Tiêu chuẩn này, rửa xong sẽ là sấy khoảng 30 phút. Rồi tiếp tục thì đèn bên này là tất cả các chương trình nhé. Tất cả các chương trình. Bắt đầu là máy hoạt động đến chương trình nào thì nó sẽ hiện nhấp nháy ở cái chế độ đó. Rồi. Tổng quan con máy này thì cực kỳ ok, rất là đẹp các bạn. Đó. Với cái máy này thì các bác sẽ rửa cho khoảng tầm 10 người nhá. Đó, 10 bộ bát đĩa. Nội thất thì cực kỳ là đẹp, máy này em đã vệ sinh rồi. Con này chuẩn thì nó là hàng lướt rồi. Đây. Panasonic này, sản xuất năm 2017 này. Đó. Công suất của nó là 1100W. Nếu vào sấy và sấy của nó thì nó sẽ khoảng tầm là 65 đến 85 W. Rất là tiết kiệm điện đúng không ạ? Và một cái chương trình rửa của nó thì nó chỉ mất khoảng tầm 11 lít nước thôi. Đó, máy rửa bằng nước nóng nên các bác sẽ không cần phải sử dụng đến hóa chất nhá. Em nhắc lại là nhiều bác là mua máy rửa bát là hỏi có cần cho dầu rửa bát vào không, thì em luôn luôn là không cần nhé. Tại vì máy nó sẽ sử dụng là ba cái tay quay này. Đó. Ba tay quay nhé. Đây các bác thấy chưa? Đó. Ba tay quay này nó sẽ phun nước nóng với áp lực cao, là sẽ giúp là cái việc là tất cả dầu mỡ hay là những cái phần mỡ mà kép ấy, các bác có thể yên tâm rằng là nó sẽ phun được sạch nhé. Tại vì đầu tiên, cái chương trình đầu tiên là bắt đầu nó nấu nước này, phun sương khử khuẩn này. Đó, sau đó là nó sẽ rửa và tráng bát cũng như là sấy. Cái chế độ rất là hay ở trên cái dòng máy rửa bát Panasonic là cái chế độ sấy nhé. Khi mà các bác sử dụng rửa mà có chế độ sấy này thì khi mà rửa xong ấy, máy hoàn toàn, bát hoàn toàn nhé, bát hoàn toàn, bát đũa sạch và khô. Đấy. Nếu các bác bỏ luôn nó còn nóng tay luôn đấy. Thì đây là những phụ kiện máy này. Thứ nhất là một đường ống cấp nước vào nhé. Các bác đấu lối y hệt như máy giặt thôi, không khác gì cả. Đây, một cái đầu khớp lối nhanh nha. Còn phần đầu dưới này, các bác sẽ lối trực tiếp ở dưới đáy của máy rửa bát này. Đó, đây là đường cấp nước vào này. Khớp nối nhanh này. Đó, khớp nối nhanh này nhá. Rồi tiếp tục, một cái đường xả này. Đó, đường xả thì các bác cứ đưa vào trong khu vực bồn rửa bát hay là cái đường ống nào đó, mình cầm chờ. Đầu này thì sẽ kết nối vào máy, nó có một đầu kẹp này. Các bác sẽ đưa cái kẹp này lên nhé. Khi mình đưa ống vào rồi, sau đó mình sẽ đưa cái kẹp này lên. Đấy, chuyển bóp là xong. Đó, như vậy thôi. Thì cái đường ống này nó được khoảng tầm 1 mét nhé. Hơn 1 mét một chút thôi. Rồi, đây là cái giá bên dưới nhé. Bên dưới này thì các bác sẽ thấy là nó có các ống để đưa đút thìa đũa này. Đó, còn bên này các bác sẽ dựng các đĩa lớn nhé. À, còn bên này các bác tô này. Thì nếu các bác mà cứ xếp đây thì nó cứ xen kẽ, nó dựng nghiêng thôi. Đó, cứ dựng nghiêng nhé. Thì như vậy thì các bác xếp rất là nhiều, và cái hai nữa rửa thì đảm bảo nó róc sạch hết. Và cái đây là cái khay trên này. Đó, cái này các bác có thể rút ra được nhé. Đầu tiên nếu mà các bác mà ví dụ rút ra, các bác nắp vào thì các bác đặt hai cái bên dưới này vào này, hai chân rồi. Đó, nghiêng này. Sẽ là vào nhé. Khi lấy ra là các bác sẽ để như này. Đó. Rất là dễ dàng đúng không ạ? Đậy vậy. Đó, các bác có thể kéo ra các bác vào nhé.
À, trên này thì các bác đựng các bát nhỏ này, ở bên kia là các bác sẽ để úp cốc. Máy rất là đẹp đúng không? Khu vực bên trong này các bác sẽ thấy rằng một cái khu vực mà để làm so đun nóng nước nhé. Còn đây là cái phần cái lưới lọc rác. Đó, thì giờ xong thì các bác sẽ đổ một số những cái rác nhỏ ra. Đây, các bạn thấy một cái nút mở của nó được mạ chrome này. Các bạn chỉ cần nhấn tay vào nó ra nhé. Máy rất là đẹp đúng không ạ? Đây, các bạn thấy cái màu nó quá đẹp luôn. Đó, tất cả mọi chức năng em test ok rồi. Rất là nhiều các chương trình rửa này. Đó, thì các bác có thể là để rửa tiêu chuẩn này. Nước nóng 80 độ và lên đèn Eco nhé. Eco Ravi tiết kiệm điện này. Và các bác có thể tùy chỉnh các chế độ sấy. Trong cái menu sấy này nó có khoảng 5 chế độ sấy khác nhau. Đó, khi các bác mà chọn chương trình xong hoặc các bác cứ để một cái chương trình mặc định cho nó cũng được. Mình nhấn nút vào là bắt đầu máy sẽ hoạt động nhá. Đó. Máy chạy rất là êm luôn đấy ạ. Em đã test ok rồi. Bắt đầu chương trình đang làm nóng nước, sau đó là sẽ phun sương khử khuẩn này. Tắt này. Bật nhá, ba nút này là riêng này. Thứ nhất là nút mà có cái viền màu đỏ. Đây chính là nút tắt và nút bật. Nút khởi động cũng như tạm dừng thì nó sẽ nằm chung một cái nút đó. Và với cái máy rửa bát này nó sẽ có một cái khoảng ô kính nhỏ nhỏ này này. Đây, các bác có thể là nhìn được thấy cái phần nước nó được phun bên trong. Và nếu mà trong quá trình rửa mà các bác mở ra này, đó, máy nó sẽ tạm dừng nhé. Máy sẽ tạm dừng. Các bác có thể đưa thêm những cái phần bát đũa cần rửa thêm, các bác có thể đưa vào. Đó, sau đó mình đóng nắp này, là tiếp tục máy sẽ lại hoạt động tiếp nhá. Qua con này thì rất là ok đúng không các bác? Đó. Máy hoàn toàn trắng đẹp nhá, hàng tuyển chọn này. Và một cái lưu ý nữa các bác sẽ để ý rằng phần bên này là dây nguồn nhá. Dây nguồn này thì khá là dài. Và tiếp đến nó là một cái dây xanh bên cạnh này. Các bác để ý này, cái dây xanh đó thì các bác sẽ tiếp địa cho nó nhá. Đây em cuốn sẵn này. Đó, dây xanh này chính là dây tiếp địa, các bác sẽ tiếp địa cho cái máy rửa bát này để mình sử dụng cho nó an toàn. Đây là dây nguồn này. Và với biến áp này thì các bác cứ sử dụng cái đổi nguồn dành cho nồi cơm đấy. Đó, là mình sẽ sử dụng được nó nhé. Phần mặt trước rất là đẹp luôn nhé. Đó. Rồi, thì cái chiếc này em bán với giá đó là 6.500.000 đồng nhé. Bác nào ưng thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0987807038 và 0344586794. Em ở Kim Thành, Hải Dương. Máy này, từ gioăng này, tất cả sạch sẽ đẹp đẽ nhá. Gioăng rất là xanh luôn. Thì cái giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển. Đó, hàng ship code là có cọc. Đó, các bác cứ cọc giúp em mấy trăm nghìn thôi. Sau đó là em sẽ đóng gói gửi cho bác. Thực sự là đóng gói một con máy rửa bát này nó cũng khá là vất vả, tại vì là kích thước nó to. Tất cả bọn em sẽ đóng vào thùng xốp và đảm bảo an toàn gửi đến cho các bác nhé. Đây các giá này, các giá để chén đĩa còn rất là đẹp luôn, giòn đẹp nhá. Đó, tất cả giòn đẹp, máy rửa bằng nước nóng 80 độ C. Rồi, ok, bác nào mà ưng thì liên hệ trực tiếp với em, hoặc là bác nào mà gần khu vực Kim Thành, Hải Dương thì có thể liên hệ với em và qua trực tiếp cửa hàng bên em để xem và trải nghiệm cái máy rửa bát này nhé. Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn.